Kính nhìn dạy Hàn Quốc mình có kính của HMK hay là kính của Burberry là mình đã like qua rồi. Thì chị Thu Đặng có thể, nếu mà mình không thích những cái form kính này á, thì mình có thể inbox cho em gửi hình nha. Tại vì những cái form kính đó vừa rồi em có like qua rồi, cho nên là mình vào hơi trễ. Nên có gì một lên inbox em gửi hình lại. Hay là mình thích cái form vậy như 2195 cũng rất là dễ thương, thì mình có thể đặt hàng tại livestream này giúp em bằng cách comment mã màu số điện thoại cho em ha. Rồi, form kính cuối cùng nè, của mã những cái mã kính Hàn Quốc 111.000 sẽ là form kính 2166. Mình có hai màu thôi, là bao gồm đen bóng và đen nhám. Các em này thì form kính hơi to một chút xíu nha cả nhà nha. Cho nên là các em này nó sẽ phù hợp cho các bạn nào kiểu form mặt tròn ha, cho mặt tròn to mang sẽ rất là dễ thương luôn. Mẫu này thì cũng có nối bạc ở giữa và nó sẽ vẫn là chất liệu nhựa dẻo thông thường của Hàn Quốc. Những cái form kính này đơn 2166 là mã nha cả nhà. Những cái form kính này đa phần nó khá là đơn giản cả nhà ơi, để cho mọi người dễ dàng sinh hoạt hàng ngày, đi làm, đi học, đi chơi chẳng hạn. Cho nên là để mà đi tiệc á, để mà đi tiệc hoặc là đi du lịch thì ông khuyên mọi người nên mua những cái form kính của kim loại, bởi vì nó sẽ có thiết kế thời trang và đẹp hơn rất là nhiều. Ví dụ như cũng là cái mã kính vuông ha, nhưng bây giờ mình đi thử một cái form kính kim loại cho nữ đi, 2781 nè. Rồi những cái mã này thì giá nhỉnh hơn không bao nhiêu hết, mặc dù giá gốc của nó trên lệch khá là cao ha. Mã này giá gốc là 400 nha, bây giờ giảm còn 149.000 nha cả nhà nha. 400 giảm còn 149.000 và mình có tổng cộng là 4 màu nha. Rồi bây giờ lên màu cho mọi người xem. Đây là màu hồng mà. Chân kính của em này hoàn toàn là bằng kim loại luôn, chất liệu không phải nhựa dẻo nữa, nhưng mà mang rất là bền. Và những cái kim loại này thì vừa rồi hôm qua có bạn hỏi Ân thì Ân mới chợt nhớ ra là bình thường Ân nói cái này không rỉ sét lỗ oxy hóa, bên cạnh đó nó không có bị bong tróc màu nha. Chất liệu này không bị bong tróc nha cả nhà nha. Đấy, màu trắng, màu hồng, màu tím và màu xám. Mã là 2781. Ân nhắc lại giá sale đang là 149.000, sẽ tặng kèm cả hộp và thang cho mọi người luôn. Đấy, qua cái form kính vuông thì mọi người thấy nó là một cái đẳng cấp kính kim loại, nó là một cái đẳng cấp khác thôi đó. Và cái nào cũng có cái giá trị của nó cả, nên là mọi người yên tâm nha. Nếu mà ai mà điệu đà sang chảnh thì chọn cho những cái form kính kim loại là không bao giờ hối hận. Rồi, tím, hồng, trắng và xám nha. Mã 2781. Form kính này thì hiện tại thì khách hầu như livestream nào á, khách cũng mua hết, tại vì nó quá đẹp và quá là sang. Rồi một cái form kính dạng lục giác nhẹ nhàng nha. Lục giác mà mặt nào cũng hợp đi. Đây là lục giác 8105. Em có tổng cộng là 5 màu, giá sale cũng là 149.000. Tuy nhiên cái em này ở phía trước của nó sẽ là dạng viền kim loại và chân kính hoàn toàn là bằng nhựa siêu dẻo. Em này mang rất là êm tay nha. Và mọi người yên tâm, nó không, cái này thiết kế nó không có phải là làm cho kính của mình kiểu bị nặng ở phần trên này và nhẹ phần tay đâu, nó vẫn rất là vững luôn. Bên cạnh đó là cái chị mang sẽ không có bị rớt kính nha các chị nha. Rồi ơn lên màu ha. 8105 mình có màu đen bạc, mình có màu đen vàng, màu hồng, màu vàng và màu bạc. Đó, tổng cộng là 5 màu nha. Kính này thật ra nếu mà nam muốn thì mình vẫn có thể sử dụng được luôn, nhưng mà nếu mà các chị nữ mang thử, khuyến khích là nên mang những cái màu full vàng hoặc là hồng á, nó rất là trắng da, bật tông da cực kỳ. Và những chị nào có form mặt to tròn mình mang 8105 rất là ok nè. Rồi một form kính lạ lẫm một tí xíu, 0134. Rồi 0134 này thì xin giới thiệu với mọi người, em này nó sẽ là dạng kính chuồn chuồn ha.